có cú quả 5 phút xong. Ừ. Thì lúc đầu thì nghe báo cháy trường Nhị Xuân thì tụi anh có vô, có anh em cũng đông hỗ trợ là cố gắng là dập lửa, nhưng mà do nước nó yếu quá nó cháy lan rất nhanh, mà đang có một thời điểm là nó nắng nóng quá, gặp gió nữa cho nên nước ít không có cứu kịp. Thì sau đó là có phòng cháy chữa cháy đến thì hỗ trợ, thì lúc đó thì dập tắt lửa là lấy nước chứ không có bình nào hết. Đó, thì tiếp cận gần nước là để xử lý trong cái tình huống đó, nhưng mà nước thì đó là rất yếu, cho nên anh thì đông người lắm, nhưng mà nước không đủ để đưa vô cung cấp để chữa cháy cho kịp. Thời gian đó là anh em phải cố gắng để chạy đi mượn máy để về hút ở Từ Dương Kinh lên để chữa kịp, chứ không có cách nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.